Song hi cô khiến một nam thần đỏ mặt, đến cả mỹ nhân hàng kém 11 tuổi cũng sợ hãi khi đứng cạnh. Tham gia đóng phim hơn 23 năm qua, Song Hye Kyo bỏ túi nhiều vai diễn để đời cùng vô số lời mời làm đại diện cho các nhãn hàng lớn. Cô được xem là đỉnh lưu, danh xứng với thực tại Hàn Quốc khi liên tục đứng top trong các bảng xếp hạng về giá trị thương mại, quốc dân độ, thực tích phim ảnh ở nước này. Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh của Song Hye Kyo tại một sự kiện được tổ chức vào năm 2014. Bên cạnh nhan sắc mỹ miều của mỹ nhân họ Song, biểu cảm của nam thần đứng cạnh cô cũng gây nhiều sự chú ý. Thời gian gần đây, tên tuổi Song Hye Kyo phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, nhất là sau thành công của hai mùa The Glory. Nhờ màn thể hiện ấn tượng trong dự án mới của biên kịch Kim Eun-suk, Song Hye Kyo lần đầu lên ngôi thị hậu Baekhyun sau hơn 23 năm đóng phim. Với giải thưởng này, người đẹp họ Song đã đập tan sự hoài nghi trong một bộ phận khán giả. Trước đó, cô bị mỉa mai là bình hoa di động khi đóng phim nhiều năm mà không có được cúp thị hậu. Song song với hoạt động phim ảnh, Song Hye Kyo cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thương hiệu. Vợ cũ Song Joong Ki luôn gây bão ở mỗi lần xuất hiện nhờ sắc vóc chuẩn ngọc nữ cùng khí chất vạn người mê. Giữa lúc tên tuổi Song Hye Kyo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau Baekhyun 2023, netizen được dịp xôn xao trước bộ ảnh cũ cách đây hơn 9 năm của cô nàng. Năm 2014, Song Hye Kyo chiếm sóng các mặt báo với tạo hình xinh đẹp tại một sự kiện thương hiệu. Lúc này, nữ chính Trái Tim Mùa Thu đang tăng cân nên trông khá mẩm mĩm. Xuất hiện tại sự kiện này, Song Hye Kyo diện trang phục đen ôm sát cơ thể, phần ngực khoét sâu cực quyến rũ nhưng vẫn đảm bảo không phản cảm. Kết hợp cùng mái tóc được tạo kiểu thanh lịch, Song Hye Kyo như nàng thơ khiến ai nấy cũng phải cảm thán. Đặc biệt, khoảnh khắc các mỹ nam đứng cạnh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Song Hye Kyo cũng vô tình lọt vào ống kính và nhanh chóng gây bão sau khi được lan truyền. Nhan sắc của Song Hye Kyo tại sự kiện lần này nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả. Tại phần bình luận, netizen dành lời khen có cánh cho sự trẻ trung thân thiện của Song Hye Kyo, đồng thời họ cũng công nhận đây là một trong số ít những tạo hình sự kiện đẹp nhất đến từ ekip của nàng Song. Không chỉ khiến cánh mày râu đổ gục mà loạt mỹ nhân đàn em cũng phải dè chừng khi chung khung hình. Theo đó, tại lễ trao giải Baekhyun vừa qua, Song Hye Kyo có dịp hội ngộ dàn cast The Glory cùng nhiều đồng nghiệp trong ngành. Khoảnh khắc mỹ nhân họ Song đỏ sắc cùng nữ diễn viên kém 11 tuổi trên sân khấu Baekhyun đang được lan truyền trở lại. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền hậu trường cảnh chụp ảnh tập thể của các nghệ sĩ ở cuối lễ trao giải, trong đó thị hậu Song Hye Kyo đứng cạnh Park Eun-bin, chủ nhân Baekhyun truyền hình tại Baekhyun năm nay, với nữ luật sư kỳ lạ Hoon Yong-woo. Song Hye Kyo và Park Eun-bin gây sốc visual khi đứng cạnh nhau, đặc biệt tương tác giữa hai mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc cũng được khen hết lời vì quá đáng yêu. Được biết, trong quá khứ, Song Hye Kyo từng vào vai mẹ của Park Eun-bin ở phim Đêm Trắng 1998. Chính vì thế, lần tái hợp của họ sau 25 năm khiến netizen không khỏi thích thú. Tại phần bình luận trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc 19-10 của Song Hye Kyo và hậu bối. Đặc biệt, có người còn cho rằng Song Hye Kyo không hề lép vế trước sự trẻ trung của Park Eun-bin, dù hơn kém nhau tận 11 tuổi. Thậm chí nhờ nước da sáng, ngũ quan hài hòa, Song Hye Kyo khiến đàn em đứng cạnh phải dè chừng. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn tái hợp giữa Song Hye Kyo và Park Eun-bin trên màn ảnh. Sau 25 năm kể từ Đêm Trắng, cả Song Hye Kyo và Park Eun-bin đều có sự nghiệp lẫn cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Trong khi Park Eun-bin gây sốt khi nhận Baekhyun truyền hình khi mới 30 tuổi, thì Song Hye Kyo là sao hạng A được nhiều nhà làm phim nhãn hàng săn đón. Sau The Glory 2, Song Hye Kyo dự kiến nhập đoàn phim The Pride of Confession cùng Han So-hee. Đây là tựa phim song nữ chủ, đề tài kinh dị huyền bí, dự án chưa công bố thời gian bấm máy.